Dạ, Vũ An Giang ơi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay clip mới Vũ làm về một chiếc xe SH150i của Italy. Xe này thuộc dạng cọp nha các bạn. Thì odo rất là thấp. Xe này đăng ký 2012. Xe thì 2012. Xe 2011, đăng ký 2012, đầu số máy là 110, nó cũng thuộc hạng 2012 nữa, cũng đề cao nè. Để cái đó để hơi phân tích cho các bạn ha. Thì SH150i thì nó có từ 209 đổ lên thì nó có giá trị ha, đổ lên đề mới thì có giá trị, còn đề thấp thì nó không có giá trị cao. Thì để mình chia sẻ với các bạn một số thông tin, thì sau mai mốt mua xe đừng có bị lầm, chứ đừng có bị người ta nói đời này xe đời này mà ta bán đời kia á. Tức là một đĩa là cái đầu số máy là 100 101 102 là SH150i mà 2009, đầu số máy mình phân biệt qua đầu số máy á, cái đó là một đĩa đó. Còn 103 104 105 là SH150i 2010, 106 107 108 là SH2011, 109 110 111 là SH2012 là đời cuối hết đời của SH150i ha. Cái chữ KTG trên cái phần đầu máy là 150cc, KTF là 125cc, và chiếc xe này mình chuẩn bị review đó là 150cc KTG. Còn cái hàng ba cục của Việt Nam là đầu số máy là 500 501, cái đó thì cũng dễ phân biệt thôi, là đem hàng ba cục về Việt Nam ta gáp lại. GF, cái số máy GF là 125cc của hàng ba cục Việt Nam, và KF là 150cc của hàng ba cục Việt Nam. Rồi thì SH150i là một số cái thông tin mình nhận biết để cái đầu số máy đây không tránh tình trạng bị người ta lừa cái xe đời này mà ta bán xe đời kia. Và cái xe này được đăng ký 2012 đó, thì cái xe là đầu số máy là 110, nó cũng thuộc 2012 nữa đó. Nhưng mà cái phần nói gì cho các bạn dễ hiểu, tức là xe này là 100, nó cũng thuộc về 2012 lúc nãy mình chia sẻ đó, thì nó ba đời máy nè, ba đời máy là 109, 110 và 111 là SH2012, cái thằng này là 111. Đây đăng ký lần đầu là ngày 9 tháng 2 2012 đó, nhưng mà phụ tùng của xe này là đóng đách là 2011, là đời rất là cao ha. Đó, thì để mình quay chi tiết cho các bạn tham khảo về chiếc xe này. Thì xe này là odo rất là thấp, có 6.000 mấy cây à, từ 2012 tới giờ, đăng ký lần đầu 2012 tới giờ mà nó có 6.000 mấy cây là odo rất là thấp, rồi kêu bằng xe cọp. Xe này còn nguyên hình nguyên bản, còn đầy đủ nắp chao, chưa mở cái miếng mũ ra cho các bạn coi nắp chao ha, chưa có dấu chìa khóa. Cái màu là màu nâu xám. Cái bánh mâm zin, không có hãng, không có độ lại ha. Mâm màu xám này là mâm zin, màu đen là hãng độ lại ha. Đó thì nguyên hình chiếc xe là vậy. Rồi mình sẽ quay tổng quan về giáp phần xe đi, rồi cho rồi review ha. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Oh,
anh này cũng gửi theo lời yêu cầu của cái anh này thì Vũ đi lại tới nhà ảnh quay ha, thì ảnh này không phải là cò lái 100% với các bạn. Thì khi các bạn muốn mua xe thì đi đến nhà của ảnh thì sẽ biết ha. Thì ảnh chơi kiển thôi, nhà cửa có đàng hoàng ha, ảnh chơi kiển. Không phải cò lái. Trong nhà anh còn chiếc FI 2009 len keng xà beng trong 8.900 cây vậy. Của ông lão sư phụ để lại làm kỷ niệm không chịu bán. Thì cái đầu đĩa 6.000 mấy, cái đầu đĩa hao mòn ha, chưa có sự hao mòn, nó bị khờn này thôi, tại vì thắng đĩa nhiều mà, cái dòng tay ga thắng đĩa nhiều mà. Nhưng mà cái độ hao mòn mình vuốt cái tay vậy nè, cái độ đĩa nó chưa có sự hao mòn nó như vậy nó mới ok. Hai cái cây chìa khóa thì nó chưa có khờn luôn, mới ok, mới đúng cái đồng hồ. Và cái đầu bông theo 5 tháng nè ha. Và cái phụ tùng của nó là 2011, còn đóng nát trong cái cuộc ha. Mà đăng ký 2012. Mà nãy mình chia sẻ đó, cái đầu số máy là 111. Gì? 110 á. Là nó sắp qua 2012 nè. 111 là 22 chánh tâm. Này 110. Nó cũng là 2012. Nhưng mà nó chưa có chánh tâm. Tức là nó còn cái năm của 2011, nhưng mà nó sản xuất đặng nó bán cái thị trường 2012. Nó vậy là dễ lắm rồi đó. Nè, nhưng mà có còn ngày 14 tháng 5 2011 nè. Qua tháng 5 người ta đã sản xuất xe mới về 2012 rồi. Nè, cái mâm cũng đóng chữ 11 là 11/1 nè ha. Mâm zin nó đóng những cái ký hiệu cho chúng ta phân biệt cái độ bông theo 5 tháng các bạn. Cái độ bông theo 5 tháng là đúng, không có sơn nhậm tuốt ha. Như vậy người ta mới chịu, còn những cái xe mà sơn bắn nhậm tuốt người ta không có chịu. Cái này không có qua tay lái cò gì mà rửa quá chắc chân ha. Cái màu nước sơn si nó vẫn còn nguyên thủy. Đây, nước sơn hãng nè ha, vẫn còn nguyên thủy. Cái đĩa có ký hiệu zin của cái đĩa Nissin, đĩa Nissin và heo dò Nissin. Cái trình độ văn hóa lớp 4 của mình đọc tiếng Anh nghe mắc cừ. cái găng vỏ vẫn còn và cái ký hiệu của vỏ là 2811. Thông thường những cái dòng xe Ý á, xe nhập á, là những cái số tuần và số năm nó sẽ giống nhau nha các bạn. Là chỉ cái để mình chia sẻ những cái chiếc xe mà người ta nói là xe chưa đổ xăng á, là xe nhập nguyên thùng á, là đặc biệt chỉ có SHI và tem lửa mới là đóng thùng nguyên con nha các bạn. Còn mấy cái kia là đem về Việt Nam rồi, không có đóng thùng. Cái kia cũng nhập, mấy thí dụ qua 110 rồi cũng nhập, Thái qua Thái rồi cũng nhập, nhưng mà đâu có cái thùng. Còn cái này là có thùng gỗ nha, là chỉ riêng có thằng SHI và tem lửa là đổ gì à? Vậy cái đó mới gọi là chưa đổ xăng đó, còn tất cả những cái dòng xe khác đều có đổ xăng của hãng Việt Nam hết ha. Hãng trong hết, người ta trong công ty người ta sản xuất, người ta sẽ đổ xăng để thử máy rồi mới cho bán ra thị trường. Còn riêng dòng SHI và tem lửa là đổ cái dầu quá chất gì của hãng người ta test máy á, rồi đổ xăng tết máy rồi ta đổ dầu, đổ cái dầu quá chất vô là cho trong cái thùng xăng không có hơi xăng của sử dụng đó, không có hơi xăng của mình đó. Như vậy mới gọi là xe chưa đổ xăng. Riêng thằng SHI nè và tem lửa mới gọi là xe chưa đổ xăng. Còn những cái dòng khác thì gần chưa có km nào nhưng mà đã có sự đổ xăng của hãng, không có cái dầu quá chất đổ vô, nó vậy đó. Thì những cái xe mà mình nói, mình bán trên thị trường, mình nói xe chưa đổ xăng, xe cũ này kia nọ, xe chưa đổ xăng thì nói gì thì người ta biết, cái dân tài thợ người ta biết, người ta sẽ cười mình lại ha. Cái áo này thì rất là đẹp ha, áo màu nâu xám. Áo thì còn nguyên thủy nguyên si. Áo này mới gỡ keo ra cái ché, không sơn bắn nhậm tuốt, cái phần đó là bao không sơn bắn nhậm tuốt. Áo zin, áo này là
đổi ông kia ông rồi đổi 25 triệu áo này mới thất thì. Ốc nổi với dàn xe này này được kêu bán là 250 triệu nha. Thì cô bác anh chị em nào có thấy được á, thì thích sưu tầm những dòng xe ít thắc ý vậy đó thì liên hệ ha. À, dung tích 152, ít thắc 150i. Xe ít thắc ý thì chạy nó cực kỳ là đầm. Đó. Thứ nhất là nó đầm nè ha. Rồi nó sang nè ha. Mà đi xa thì nó không có mỏi, nó khỏe cái vấn đề mỏi dữ tận. Cái cây chổi riêng ha, cái độ bông chóc nước sơn này có một miếng, miếng do cái gì người ta, cái dép là người ta quẹt quẹt quẹt. Nhưng mà cái độ lò xo nó còn nhảy rất là cao ha. Cái độ lò xo rất là cao, vậy là im các bạn. À, cái nắp chao, mình yêu cầu anh chủ gỡ ra mà cho mình quay cái nắp chao cho các bạn ha. Là không có dấu pháo. Vậy mới ok ha, còn không có dấu chìa khóa là bao cái nắp chao này không có dấu chìa khóa vô. Vậy mới ok. Đó, còn có cái chìa khóa vô thì xe nó đâu có tới giá 250 triệu. Cái này là để dành cho những cái cô chú bác nào mà sưu tầm ha. Nè, bên trong nội thất nước sơn còn đầy đủ. Cái chất gam của phần máy này còn đầy đủ ha. Rất là ok, cái con ốc cái đậu bông người ta không qua tắm dầu, không qua xử lý của tại thợ. Rất là ok. Ống lò xo. Xe nước ngoài ta xài những cái thun này rất là tốt. Tại cái tiêu chuẩn của người nước ngoài người ta cao lắm. Bởi vì xe mắc tiền lắm. Xe này thì nguyên thủy nguyên bộ ha, hai kiếng, hai chìa khóa còn đóng đát chữ 11, 11 hết trơn. Phần này còn trong láng ón. Còn phần những cái chỗ này sẽ dễ bị chày nhâm theo năm tháng nhất. Nhưng mà cái xe này thì cái chất lợi còn lại khá là cao. Nó cái dàn áo thôi bằng cho mình mua chiếc xe chạy. Bằng mua chiếc xe mới trong hết. Xe 110 và lát cái dàn áo hai mấy triệu. Ốc nổi. Thì anh kêu Vũ quay lên bán với giá là 250 triệu cho anh em nào muốn sưu tầm. Thì xe ô đô hai kính hai chìa khóa còn đủ độ, hai kính hai chìa khóa rồi chìa khóa chưa có độ khờ, rồi còn hai cái vỏ zin theo xe luôn đó. Như cái vỏ zin này, cái vỏ mà mua mới, vỏ mà xịn hình như là cũng mấy triệu, hình như là 3 triệu hay gì như là 3 triệu. Cái đồ này nó mắc ốc nổi, con ốc còn bãi màu luôn các bạn ha. Quay từ từ quay kỹ kỹ cho các bạn tham khảo ha. Cái chân nước sơn zin nguyên chó riêng chón ha, nước sơn zin không bắn chậm tút ha. Thì Vũ sẽ quay rất là kỹ, rất là lâu về chiếc xe này cho anh em nào thật sự là đam mê ha. Cái chân chống giữa và chân chống bìa chưa có qua dấu cái dấu hiệu mà của sơn bắn chậm tút. À, cái lò xo zin của người ta ha, rất là sắc sảo, rất là sắc sảo hơn cái lò xo của Việt Nam mình. À, cái độ máy, cái phần máy, cái độ mà nước sơn á, nó rất là tươi, nó còn tươi lắm. Này con ốc nè. Đó. Con ốc này còn rất là sáng ha. Con ốc bên trong cũng còn rất là sáng, này cũng rất là sáng ha. Bộ e gió hả? Thông thường cái cọng dây này nè, đi nhiều nó sẽ bị vàng lên dữ lắm. Nè, cái đầu số máy đây ha. Và cái phần máy chỗ này có bị bong theo năm tháng nè, như vậy mới đúng ha, không có bắn nhầm tốt, nó bắn vô. Thông thường là bán buôn người ta sẽ bắn mấy cái này vô, nó mới lại. Thì qua clip này Vũ cũng chia sẻ lên cô chú bác anh chị em là muốn bán xe thì có thể xe cọp xe gì đó có thể liên hệ Vũ được ha. Thì gần xa gì cũng chịu khó đi cho anh em. À, cái mâm zin đóng số 11 ha. Cái chữ Honda mâm zin là năm sản xuất 11 của người ta đó. Thì cái màu này là cái màu mâm này là màu zin ha. Còn nó có hai phiên bản màu đen thông thường là hãng nó đậu lại.
con ốc ở trong cổ tay mình còn bảy màu ha, ốc này còn bảy màu, hai màu. Ốc số 10 là zin đó các bạn thay ốc khác vô nó không có số 10 là nó không có đúng. Quay thật kỹ cho các bạn tham khảo ha. Đây, KF08A. KTR là 150. Nãy mình chia sẻ đó. 110, đầu số máy 110 là cao ha. Còn cái 102 là hết đời. Ôi lại lộn, 110, 111 là hết đời. Đó. Cái đầu vỏ, cái đầu dày của vỏ nó còn dày, là dày. Còn cái đầu đĩa, hao mòn của đĩa, đạo hao mòn của đĩa sau là nó hơi hơi à, mà gà cộm tay là nó hơi cộm, hơi cộm, chưa cộm nhiều, hơi cộm thôi, không cộm nhiều luôn. Thì ở ngoài trước nó không cộm thì ở ngoài sau nó hơi cộm hơi là đúng ha. Phần máy đây, cái tem zin của hãng ha, đặc biệt là dòng SHI ấy là mới có cái tem sườn zin ở trong đó. Đó thì nó không có cái tem đó là không có đúng dòng SHI ấy ha, nó phân biệt qua hàng ba cục của Việt Nam á, hàng ba cục Việt Nam không có cái này, cái tem zin. Còn ốc ở đây cũng còn bãi màu ha các bạn, đó, ốc đó đó, ngoài đầy đủ ha. Phuộc thì cái thân phuộc cũng còn trắng ha. Thì chúng ta quan sát qua những cái thông tin này để biết nhận xét cái xe nó còn cao hay là còn thấp. Cổ dê, cổ dê cái phần đó ha, phần đó còn rất là tươi đẹp, áo thì áo thẳng đẹp à, cái này nó còn cái độ trong theo năm tháng mà nó hơi đục đục là cái độ nóng của bóng đèn là ok ha. Để mình quay cái xe lại, mình quay cái xe lại rồi quay bên kia để quay thôi, nó chá nắng ha. Cái đát của cái nắp mà mở cái chỗ coi cái đầu máy trao đó, cái đát 01 ha, áo zin ha, tháng 12 nãy chia sẻ trong cái cái miếng này cũng còn zin ha, 150. Đây là hàng đáng sưu tầm ha các bạn, chứ không phải là chuyện dẫn chơi ha, chị kinh tế rất là cao. Rồi để mình quay cái xe lại cho các bạn tham khảo. Giờ mình đã quay cái xe lại, mình quay từ trên xuống dưới này cho các bạn tham khảo ha. Phần này xe mới rửa, xe ô đô là 6.400, kim còn đỏ chói ha, kim còn đỏ chói luôn. Xe này đã có chế cái công tắc đèn, tại vì xe nước ngoài nó không có cái công tắc này, nó cháy mãi mãi. Phần bên đây cũng này dính đất ha, này dính đất. Xe thì mới gỡ keo là không có bị chóc nước sơn, không có sơn lại ha. Tại thắng ghiên, không có độ tại thắng khác. Chá đèn còn rất là trong mà nó hơi đục hơi cho năm tháng. Giờ đúng ha, cái chá đèn này không có bát ha, nếu mà bát chá đèn lên nó trong veo à. Nè, hơi đục hơi thăm tháng ha. Hơi đục hơi. Chữ SH đây ha. Cái này zin. Cái kiến nó có còn đóng cái chữ 11 ở đây nè. Chỗ tay mình cho nè. Chữ 11 cũng đó đó. Quay quanh đây thì nó hơi chá nắng. Hơi quay mấy cái phụ tùng mấy cái kiến kia cho các bạn tham khảo ha. Cái đầu găng của vỏ rồi à, mấy cái cọng găng của vỏ ha à, nước sơn vỏ còn chấm nước sơn ha. Đầu găng của vỏ nè ha, găng của vỏ đây, găng của vỏ nè, bên tay đây ha, còn theo hay là đủ ha. Xe này còn nguyên thủy nha các bạn. Mấy cái cục canh của mâm còn y thinh ha. Quần áo
kích nước. Kết nước ống dây còn đầy đủ ha. Thì nó có cái tem zin ở trong cái phần cầu chì, chồng nó mở cái nắp mà trước rồi sẽ thấy cái tem zin nè. Tem zin của SHI nằm ở trong cái cầu chì, còn SH hàng ba cục Việt Nam thì nằm ngoài cầu chì. Thì nãy giờ đã phân biệt cái này là đúng SHI không phải hàng ba cục. Cái này còn zin mà cái độ nó cái lò xo của nó còn, cái độ này còn zin ha, còn cứng. Vậy là ok. Mà cái độ nó nhỏ nhẹt là hết ok nha. Xe đó đi nhiều. Bằng thân máy chổi ha, có cái độ sét theo 5 tháng là đúng, zin không bắn nhầm tốt. Đó, cổ bô cũng bị theo 5 tháng nó bị khờn theo 5 tháng, vậy là đúng theo không bắn nhầm tốt. Ốc tán nè, ốc còn bãi màu, cái con ốc số 10 chỗ cái tay mình chỉ cái này nó cũng còn màu. Nè đầy đủ. Lò xo rin, lò xo rất là tốt vậy ha. À, cái nắp này. Nắp này à, người ta lúc mà bảo dưỡng là thay tháo ra cũng có chìm giải ok ha, nút này chưa có dấu chỉnh ha, phải có dấu chỉnh đưa chìa khóa vô, đưa vít vô nó dẹo. Còn mấy con này không có dấu chìa khóa ha, có dấu chìa khóa đưa vô ha, đưa vô á là nó sẽ bị dẹo ốc là mình biết ngay. Ốc nền máy ok, mấy cái này cổ dê có bọng gì ốc tán trong để quay từ từ cho các bạn tham khảo kỹ hết luôn ha, không có giấu bất cứ một ai. Thì cô bác anh chị em nào có muốn bán xe mà xe cỏ xe cọp gì liên hệ Vũ được ha. Thì nếu giá cả hợp lý thì có anh em người ta mua hết trơn à. Nè số 10 cậu về, cậu về không có dấu xét ha, cậu về có ký hiệu rin của theo xe ha. Đồ đạc này thì đồ nước ngoài là nó có ký hiệu hết trơn à. Cái xe này nhìn chỗ phần trước luôn ha, cái phần sườn các bạn thấy phần sườn rất là đẹp ha. Đây mình lấy cái điện thoại mình gọi vô cho các bạn tham khảo luôn, quay tới cho các bạn luôn ha. Đó, mấy con ốc nó còn màu mè vàng khè luôn ha. Rồi tới cái mấy cái cọng dây này là nó dở nhất, mấy cái cọng dây gì mà rút quá, cái dây thông rút quá, rút cổ dây á, mà nó còn sáng bóng là im ha, nằm sườn. Ốc treo máy còn bãi màu ha, không có dấu xiết luôn ha. Đó, nếu có dấu xiết nó sẽ bị xét găng nhìn biết liền ha, còn ốc nó sẽ bị hư dập. Trước còn sáng đẹp ha, mấy cái này còn đủ màu. Quay gì là tới luôn. Đó. Thì cái phần má thịt này cũng còn trong ha, nãy giờ quên để ý, lò xo nó còn đầy đủ. Ốc tán phần bô máy rửa. Zin nguyên thủy. À, để cái kiếm cái đất vỏ sao cho các bạn tham khảo ha. Cái này nó còn zin nguyên thủy, người ta không có độ sơn sạch từ lại ha, nó bị bong theo 5 tháng. Tại vì đời 2012 đến 11 tới giờ là phải vậy thôi, chứ đó là chuyện bình thường. Này 28 11 ha. Hồi nãy thấy không các bạn, hồi nãy cũng 28 11 ở ngoài trước, 28 11 ngoài sau 28 11 ha. Đó, trùng đát, trùng vỏ, trùng đời. Ok. Cái độ nứt theo 5 tháng, độ răng theo 5 tháng luôn ha. À, hình như cái dòng xe này là cái mâm nó đóng cái chữ Made in Italy ở ngoài trước vậy. Bà về đi chợ nó đi.
cái nhà anh Vin nha các bạn. Coi cái ký hiệu bên đây và ký hiệu bên kia. Thì nãy giờ mình quay cái phần máy là cũng rất là ok rồi. Phần máy, phần xe và phần để hơi quay cái xe giá trị cao mà. Nãy vậy là còn cái phần máy, vì cái test máy và cái phần test máy và còn cái phần áo mà quay từng chi tiết cái áo này nữa là ok. Để test máy trước nha các bạn. Máy đó các bạn ơi, máy nghe cái tiếng nó rất là cứng luôn đó. Thì cái phần test máy là xong, cái máy là ok. Rồi tới cái phần bên trong cốp ha. Bên trong cốp cản, cản thì có bị chày 1-2 đốm theo năm tháng là không có giảm tốt luôn nè ha. Đó, thì cái xe này là mộc nguyên thủy. Cái nút xăng. Nút xăng. Nút xăng còn rất là mới ha. Như vậy là quay ok cho các bạn tham khảo luôn ha. Giờ cái khung coi quay tới luôn ha. Đó, bên trong còn rất là tươi ha. Vậy là tết cái nút xăng gì mới tới ha. Cái phần nhám nè, nếu cái phần nhám này nó nhám nhiều á là nó chạy chỗ nhiều là hết im ha, do người ta đi nhiều. Và phần cốp này cũng quá ok, cái phần cốp ha, nó có chạy ít thôi, chết. Cái miếng này còn sáng đẹp, không bị xét ha, không giống như những chiếc xe Vua Chanel mà Vũ quay thông thường, cái miếng đó nó dở đê tiền. Cái dây vẫn còn zin ha, bấm hãng là bấm dây vẫn còn zin thẳng đẹp ha. Mấy cái nút chì chì này chỉ xét một mớ mới bấm ở dưới này thôi ha, còn ở từ đây có xét xét ở đây 4-5 cái, do nước mưa nước rửa nó sẽ dòng dưới đây, còn ở trên đây người ta dẫn cái yên lên người ta là nó không có bị xét ha. Cái độ mướp theo năm tháng nó còn trong ha, nó còn trong nè các bạn thấy ha, mà nó đen xì, nó đen, nó đục lên là nó hết êm, còn trong là êm ha. 2011 ở đây ha, 11 ok ha. Cái đầu theo xe nguyên thủy đó, thì cái xe này đã được chế công tắc đèn rồi ha, đúng của Vin 100% là của Italy là không có chế công tắc đèn, tại vì cái xe nước ngoài nó sáng đèn mãi mãi. Nè, mấy cái độ này nó không có bị bay màu là ok ha, xe còn chắc xe còn rất là đẹp, cái da gù tay vẫn còn zin ha, vẫn còn bị đục theo năm tháng. Cái độ ga thì rất là nhạy, còn rất là nhạy, tại cái xe cũ mình phải test mấy cái hàng đó thôi, thì tại vì cũ theo năm tháng thì mình sẽ nói như vậy thôi, còn mấy anh em kia nói tăng bốc lên đặng khen xe đẹp đang ăn tiền cò thì các bạn muốn nói sao các bạn nói. Hãng cái sổ bảo hành vẫn còn hay thinh, cái kiến hai vẫn còn hay thinh, còn đóng đách số 11 ha. Ok, cây chìa khóa này chưa sử dụng ha, để coi cây chìa khóa kia. Hai cây sử dụng, cây chưa sử dụng nè, cây gắn cái đầu đỏ này chưa sử dụng ha.
đúng đắt đúng đời nha các bạn, đúng đắt đúng đời. À, cái cây chìa khóa sử dụng này nó chưa có sự hao mòn luôn ha, nó mới chỗ này có chút chéo à, chỗ đầu móng mình có chút chéo là ok rồi. Thì xe qua sự test máy nãy giờ này đó, thì cũng đã thấy đúng đồng hồ ok, xe zin nguyên thủy, tách xe mâm zin, áo zin, áo có đóng đát đàng hoàng ha, còn ký hiệu là ok ha. Yên zin, nhan, đèn, kèn, có chế thêm công tắc, tất cả đều zin theo xe, đĩa trước, đĩa sau, mâm. Rồi ok, quay nãy giờ cũng rất là lâu rồi, xin trả lại cho chủ xe ha. Để coi thông thường cái mâm xe này, mâm đông in tan ly ngoài trước. Nãy giờ cũng đầy đủ rồi các bạn ơi. Thì mình xin kết thúc clip này. Thì còn làm công chuyện giờ đi làm clip mới. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thì cái xe này rất là ok, giá cũng tê tê chín cúc 250 triệu nha.